Mùa giải Premier League 2020-2021 đã kết thúc và Manchester United đã không thể cạnh tranh với gã hàng xóm Man City cho ngôi vương của hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù trong một mùa giải mà nửa xanh của Manchester đã tỏ ra vượt trội về mọi mặt và có được một phong độ ổn định xuyên suốt 38 vòng đấu. Nhưng đây là một mùa giải đã chứng kiến sự tiến bộ ở rất nhiều khía cạnh của Quỷ Đỏ và đặc biệt là ở hàng thủ với sự chắc chắn cực kỳ đáng khích lệ. Sau 37 vòng đấu đã qua, đội chủ sân Old Trafford có cho mình 13 trận đấu giữ sạch lưới và đứng thứ tư trong bảng xếp hạng những đội có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất sau nhà vô địch Man City, Chelsea và Aston Villa. Để có được thành tích này ở mùa giải năm nay thì có lẽ vai trò của trung vệ đội trưởng Harry Maguire của Man United chính là yếu tố chủ chốt và cựu cầu thủ Leicester đã chứng minh được rằng mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền kỷ lục lên tới hơn 80 triệu bảng mà Quỷ Đỏ đã bỏ ra để có thể sở hữu anh. Từ khi tới sân Old Trafford, cầu thủ người Anh đã chứng minh được rằng anh là mảnh ghép còn thiếu cho những tham vọng của Quỷ Đỏ trong tương lai. Sự mạnh mẽ và chắc chắn của Maguire chính là điểm tựa quan trọng nhất của Man United mùa giải này. Và mặc dù không thể cạnh tranh thành công trước vô địch Premier League, nhưng trước mắt của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ là trận chung kết của Europa League với Villarreal. Và đó chính là cơ hội để Quỷ Đỏ có được danh hiệu nhằm khẳng định được tham vọng của đội bóng khi đang sở hữu trong tay một đội hình đồng đều và đầy hứa hẹn trong tương lai. Tuy nhiên, khi mà trận đấu cuối cùng của mùa giải đang tới gần thì các cổ động viên của đội chủ sân Old Trafford đã phải đón nhận một tin không hề vui khi mà trung vệ đội trưởng Harry Maguire sẽ không kịp bình phục để tham dự trận chung kết Europa League vì chấn thương đã gặp phải trong trận đấu với Aston Villa. Rõ ràng đây không khác gì một hung tin đến vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải năm nay với Manchester United khi mà chấn thương dây chằng mắt cá của trung vệ người Anh đã được đích thân Solskjaer thông báo rằng sẽ không kịp bình phục trước cuộc đối đầu với Villarreal. Đó không khác gì một đòn giáng nặng vào tham vọng vô địch của đại diện Premier League trước thềm cuộc đối đầu với đội bóng đang bất bại ở Europa League mùa giải này và với Unai Emery, người được coi là ông vua đích thực ở sân chơi đẳng cấp thứ hai lục địa giả. Ở mùa giải năm nay, trung vệ người Anh đã ra sân trong tổng cộng 4.429 phút, tương đương với khoảng 74 giờ thi đấu và 49 trận đấu trên mọi đấu trường. Anh nằm trong top đầu những cầu thủ đã thi đấu nhiều nhất trên thế giới mùa giải năm nay và kém một trung vệ đang thi đấu rất xuất sắc ở Premier League năm nay là Ruben Dias với 190 phút thi đấu, tương đương với khoảng 2 trận đấu. Ở Premier League mùa giải năm nay, Maguire thực hiện thành công trung bình 1,8 tình huống đánh chặn mỗi trận, 3,6 tình huống giải nguy và có tổng cộng 136 tình huống không chiến, chiến thắng đối thủ. Tầm quan trọng của trung vệ 28 tuổi không chỉ được thể hiện qua những thông số mà còn là cả về mặt tinh thần bởi những tác động về mặt tâm lý của anh đối với những người đồng đội. Sự có mặt của cựu cầu thủ Leicester trong đội hình của Quỷ Đỏ luôn mang đến cảm giác rằng đây là một tập thể sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước mọi nghịch cảnh. Bằng chứng là ở mùa giải năm nay không đội bóng nào lội ngược dòng tốt hơn Quỷ Đỏ khi mà các học trò của ông thầy người Na Uy đã giành được tới 25 điểm trong những trận đấu mà họ là đội bị dẫn trước. Đó chính là những kết quả thể hiện được sự quan trọng của một thủ lĩnh tinh thần trong đội hình, điều mà Harry Maguire vẫn đang làm rất tốt đối với các đồng đội ở sân Old Trafford thời điểm hiện tại. Và khi mà Maguire phải tập tễnh rời sân trong trận đấu với Aston Villa, cả ban huấn luyện lẫn người hâm mộ Quỷ Đỏ có lẽ đều biết rằng đó sẽ là tin chẳng lành. Để rồi sau 3 trận đấu gần nhất ở đấu trường quốc nội không có được sự phục vụ của đội trưởng người Anh thì Man United đã phải nhận đến 2 thất bại và 1 trận hòa, cùng với đó là 7 bàn thua. Chỉ cần 3 trận đấu người ta đã cảm nhận được rõ hơn lúc nào hết tầm quan trọng của Harry Maguire trong đội hình của Solskjaer thời điểm hiện tại và trước thềm trận chung kết Europa League với Villarreal. Chắc chắn rằng ông thầy người Na Uy sẽ cần phải sớm tìm ra giải pháp thay thế cho cầu thủ người Anh nếu muốn tiếp tục nuôi mộng vô địch và mang cúp về với nước Anh. Kể từ khi Maguire gặp phải chấn thương mà không thể thi đấu thì Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng đến 3 cặp trung vệ khác nhau để tìm ra được sự thay thế xứng đáng cho đội trưởng của Quỷ Đỏ. Trong trận đấu với Leicester Premier League, bộ đôi trung vệ mà ông thầy người Na Uy sử dụng đó là Eric Bailly và Axel Tuanzebe, nhưng Quỷ Đỏ đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà Old Trafford. Ở trận đấu tiếp theo và cũng chính là trận derby nước Anh với đối thủ truyền kiếp Liverpool, các trò của Solskjaer đã phải nhận trận thua nặng nề với tỷ số 4-2 với cặp trung vệ là Victor Lindelof và Eric Bailly. Và trận đấu gần đây nhất với đội bóng đã chắc chắn xuống hạng là Fulham thì Solskjaer sử dụng bộ đôi trung vệ đó là Victor Lindelof đá cặp với Arsène Tuanzebe nhưng vẫn chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 1 đều. Dù đã có đến 3 phương án khác nhau nhưng ở thời điểm hiện tại vị chiến lược gia 48 tuổi chắc chắn vẫn chưa tìm ra được bộ đôi trung vệ khả dĩ nhất để có thể phần nào đảm bảo được chắc chắn cho hàng thủ của Quỷ Đỏ. Chưa kể đến yếu tố về mặt tinh thần, cả 3 gương mặt đang khỏe mạnh ở hàng thủ của Man United thời điểm hiện tại đều không đảm bảo được sự chắc chắn như những gì mà người đội trưởng của họ có thể đem lại trong suốt mùa giải vừa qua, cho đến khi gặp phải chấn thương. Harry Maguire đã gần như chơi trọn vẹn 90 phút của 34 vòng đấu trước đó
và ngay khi mà không có được sự phục vụ của hậu vệ 28 tuổi thì hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford đã lộ ra ngay những vấn đề. Nếu ở hàng công thì Bruno Fernandes là gương mặt mang đến cho các Manusian niềm tin và những kỳ vọng, thì sự mạnh mẽ và chắc chắn của Maguire nơi hàng thủ chính là yếu tố để giữ được những hy vọng đó luôn tồn tại. Như Sir Alex Ferguson từng phát biểu, tấn công sẽ giúp bạn giành được chiến thắng, nhưng phòng thủ mới giúp bạn giành được chức vô địch. Những tín đồ của túc cầu giá có lẽ sẽ thấm thía hơn rất nhiều câu này của Sir Alex khi chứng kiến những trận đấu gần đây của Quỷ Đỏ. Và nếu nhìn rộng ra hơn ở Premier League mùa giải năm nay, thì một đội bóng khác cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự với đội chủ sân Old Trafford, đó chính là cựu vô địch Virgil van Dijk. Trung vệ người Hà Lan đã gặp phải chấn thương trong trận derby vùng Merseyside với Everton hồi đầu mùa và không thể quay trở lại cho tới cuối mùa bóng. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến The Kop mùa giải này, cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần của toàn đội. Và đó cũng chính là thời điểm mà người hâm mộ nhận ra tầm quan trọng của một thủ lĩnh nơi hàng thủ của một đội bóng. Và bây giờ thì Ole Gunnar Solskjaer đã không còn quá nhiều thời gian cho những thử nghiệm của mình, khi mà trước mắt Manchester United là trận đấu cuối cùng ở Premier League mùa giải này với Wolverhampton và sau đó chính là trận chung kết Europa League với Villarreal. Lúc này có lẽ vị thuyền trưởng người Na Uy nên thể hiện được sự quyết đoán trong quyết định cuối cùng của mình để chọn ra được bộ đôi trung vệ có thể coi là an toàn nhất chứ không phải là những thử nghiệm nữa. Và hai cái tên khả dĩ nhất cho hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford lúc này có lẽ sẽ là Victor Lindelof cùng với Eric Bailly. Nếu như trung vệ người Thụy Điển là gương mặt quen thuộc luôn đá cặp với đội trưởng Maguire ở mùa giải năm nay, thì Bailly lại không thực sự có được niềm tin của ban huấn luyện đội bóng và mới chỉ có 11 trận đấu ở đấu trường quốc nội mùa giải này. Tuy nhiên, ưu thế của cầu thủ người bờ biển Nga sẽ là kinh nghiệm của anh thời còn thi đấu trong chính màu áo Villarreal. Đó sẽ là những kinh nghiệm cực kỳ quý báu đối với Quỷ Đỏ khi phải đối mặt với ông vua của Europa League, Unai Emery. Hơn nữa, dù không thực sự có nhiều thời gian thi đấu với nhau, nhưng sự kết hợp giữa Lindelof và Bailly chắc chắn sẽ khiến cho cổ động viên cũng như Solskjaer yên tâm hơn là gương mặt thường xuyên để lại những sai lầm ở mùa giải này, đó là Axel Tuanzebe. Mùa giải của Manchester United chỉ còn 2 trận đấu nữa là sẽ kết thúc, và đó sẽ là 2 trận đấu mà trung vệ đội trưởng Harry Maguire của họ sẽ phải ngồi trên khán đài và chứng kiến những người đồng đội của mình thi đấu. Trận đấu ngày hôm nay với Wolverhampton của Quỷ Đỏ sẽ không có quá nhiều ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho Solskjaer thực hiện những thử nghiệm của mình. Một cơn đau đầu không hề dễ chịu dành cho vị thuyền trưởng người Na Uy trong mùa giải thứ hai của ông với nửa đỏ tại Manchester và là thử thách thực sự đối với ông. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội lớn nhất để Solskjaer chứng minh được thực lực của mình và nâng tầm bản thân để đứng vào hàng ngũ của những huấn luyện viên hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.